Tổ Bồ Đề Thích Nguyên Biểu 1836-1906, Hòa Thượng Họ Phạm Pháp Danh Thích Nguyên Biểu Hiệu là Nhất Thiết, sinh năm bính thân 1836, triều vô minh mạng thứ 17 tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thân phụ là Phạm Tướng Công, quý quan tự, hiệu trung tín, tự quan bình. Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Ngọc, hiệu Từ niệm, ngài thu dòng ba đời khoa bảng. Ngay từ nhỏ, ngài đã miến mộ đạo Phật, nên sớm được gia đình cho xuất gia đầu Phật. Ngài được thế phát quy tại tổ đình Phù Lãng ở Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Bây giờ tổ đình Vĩnh Nghiêm ở xã Đức La, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nay là xã Chí Yên, tỉnh Hà Bắc, là trung tâm Phật giáo của phái Trúc Lâm tại miền Bắc, có hòa thượng Tam Viên là một vị cao tăng tinh thông kinh điển, đạo hạnh cao dày an trụ thiết giảng Phật pháp. Càng tục khắp nơi quy về tu học rất đông. Năm 17 tuổi, ngài được bổn sư chùa Phù Lãng cho sang đây tham học và thọ xa di giới năm 20 tuổi, tức là 1855, Ngài được thọ cụ túc giới cũng tại chùa Vĩnh Nghiêm với tổ tâm viên. Sau khi được giới châu viên mãn, Ngài ở lại phụng Phật sự sư thêm 5 năm nữa, tại đây lo sớm tối tu học, giới luật nghiêm thân. Chính trong thời gian này, Ngài đã thay mặt nghiệp sư Diều sát sư Đề Thích Thanh Hành từ chùa Vẻ Nhai được gửi về đây tham học. Hòa thượng Thích Thanh Hành sau này là thiền gia pháp chủ của hội Bắc Kỳ Phật học. Khi lực đã khả kham, Ngài được nhập sư cho xuất viện đi hoàng pháp các nơi. Bước đầu du hóa, Ngài tới vùng Đông Du thuyết pháp độ sinh, rồi qua chú trì chùa Hạ Lôi ở huyện An Lãng, tỉnh Phúc Yên. Tại nơi đây, Ngài đã đào tạo được nhiều đệ tử danh tiếng đương thời như Hòa Thượng Trung Hậu, Hòa Thượng Thông Toàn là vị chú trì đệ tứ tại chùa Bà Đá, tức Linh Quan Tự ở Hà Nội. Năm 1874, Ngài vừa 38 tuổi, nhân trong cuộc du hóa truyền giáo ở vùng Gia Lâm, Ngài tới bến Bồ Đề trên bờ sông Hồng nhìn qua bên kia thành Thăng Long, nhận thấy nơi đây cảnh trí thiên nhiên thanh nhã, địa danh Bồ Đề lại đồng danh với quả vị mà mọi người tu Phật đều mong đạt tới. Và lại đây cũng là dinh cũ của vua Lê trong những ngày kháng chiến chống quân Minh, thật là một nơi địa linh, đáng có một ngôi tam bảo để Hoàng Dương tránh Pháp, cứu độ chúng sinh. Do đó Ngài quyết định ở lại, tự mình khai sơn phá thạch, dựng lên ngôi chùa đặt tên là Thiên Sơn Cổ Tích Tự nhưng vì chùa nằm ở trên bến Bồ Đề nên tứ chúng thường gọi đây là chùa Bồ Đề. Sau khi xây xong chính điện và giảng đường, Ngài liền khai tràng thuyết pháp, không nạp đệ tử tiếp chúng độ nhân. Tăng tục lùi tới thăm học nghe pháp rất đông, chùa Bồ Đề trở nên một đạo tràng sầm uất nơi cố đô Thăng Long. Trong số đệ tử của Ngài, nhiều vị đã trở thành các bậc lương đống trong các tổ đình trên miền Bắc, cả về học thức lẫn đạo hạnh như tổ Quảng Gia, tổ Quảng Yên ở chùa Bồ Đề tổ phổ tụ ở chùa Thế Xuyên, tổ Doãn Hải ở chùa Thế Cát, tổ Thanh Khải ở chùa Đa Bảo. Suốt ba thập kỷ, chú trì thiên sơn của tích tự từ ngày sáng lập cho đến ngày thị tịch, Ngài đã đề công tu điểm cho ngôi chùa trở thành một tùng lâm quy mô với chính điện, giảng đường, trai đường, pháp đường. Cũng cho thời kỳ này, Ngài còn cho khắc bán in bộ kinh hoa nghiêm, kinh pháp hoa, luật tứ phần, các sách lược ký ni, thụ giới nghi phạm, nhật tụng bồ đề, hai tập. Ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ 1906, ngày không ốm đau gì mà an nhiên thì tịch, hưởng thọ 70 tuổi đời, 50 tuổi hạ. Hòa thượng Thích Nguyên Biểu là một vị cao tăng đã có công khai sơn tổ đình Bồ Đề Thiên Sơn, đã tạo nhiều tăng tài làm hạt giống cho phong trào chấn hương Phật giáo trên miền Bắc. Tuy ngài không còn chủ thế khi phong trào được phát động, nhưng sư đệ của ngài như Hòa thượng Thanh Thanh, đệ tử của ngài như Hòa thượng Trụ Hậu, sư điệt của ngài như Hòa thượng Trí Hải, Hòa thượng Tâm Tịch đều là những cây đại thủ của phong trào. Chùa Bồ Đề của Ngài là một trong hai Phật học đường trung học Phật giáo đầu tiên của miền Bắc.